Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai 17 tháng 9 và cho 10 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở các khu vực vùng ven biển Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì. Cụ thể, trong sáng và trưa nay ngày 16 tháng 9, ở khu vực ven biển Đông Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to cục bộ. Trong trưa và chiều nay ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng như là Nam Bộ có mưa vừa mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều nay ngày 16 tháng 9 có nơi trên 50mm như Con Cuông Nghệ An 77,4mm, Nghĩa Thọ Quảng Ngãi 55mm, Ninh Tây Khánh Hòa 77,4mm, Ngã Ba 46 Bình Thuận 66mm. Ngoài ra, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ sáng ngày hôm nay 16 tháng 9, ở các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Yên Thành, Nghệ An 85mm, Quỳnh Lưu, Nghệ An 71mm, Hải An, Quảng Trị 70mm, Bình An, Quảng Ngãi 54mm. Còn với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12 tháng 9 đến 19 giờ ngày 15 tháng 9, có nghĩa là trong vòng 3 ngày, với các khu vực trên cả nước đã có mưa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như Cửa Ông Quảng Ninh 196mm, Hiệp Hòa Bắc Giang 142mm, Cúc Phương Ninh Bình 195mm, Kim Tân Thanh Hóa 171mm, La Tơi Con Tum 131mm, Sơn Bua Quảng Ngãi 130mm. Dự báo trong đêm nay ngày 16 tháng 9, ở vùng ven biển Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Trong chiều tối và tối ngày hôm nay, với các khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Sau đây sẽ là một số thông tin về thời tiết trên biển. Ngày hôm nay 16 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai 17 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Lưu ý toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và lốc xoáy. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là dự báo số cơn bão tác động đến Việt Nam từ nay cho đến hết năm 2023. Theo cơ quan khí tượng, dự báo từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 có khả năng sẽ xuất hiện khoảng từ 3 đến 5 cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta. Số ngày rét đậm ít hơn trung bình nhiều năm. Về hiện tượng ENSO, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino, dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng từ 90 đến 95%. Từ tháng 7 đến nửa đầu tháng 9 năm nay đã xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, như quý vị và các bạn cũng đã biết thì từ nửa cuối tháng 9, hoạt động của nắng nóng đã giảm. Trong tháng 10 năm 2023, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm nay thì phổ biến cao hơn từ khoảng 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ đầu mùa đông năm 2023 và 2024, không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động yếu, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại có xuống ít hơn với trung bình nhiều năm. Còn đối với tình trạng mưa dông và về bão, về hoạt động của hình thế nguy hiểm trên biển, cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến hết năm nay, trên biển Đông có khả năng sẽ xuất hiện khoảng từ 3 đến 5 cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như là cường độ. Giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động từ nay cho đến khoảng tháng 11 năm nay, sau đó có xuống dịch xuống phía Nam. Do vậy, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to xảy ra nhiều hơn ở khu vực miền Trung. Ngoài ra, đối với các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tháng 10 và tháng 11 năm nay. Bão và áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất,
và sức khỏe cộng đồng của các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước cho đêm nay sang ngày mai 17 tháng 9 và cho 10 ngày tới đối với hai khu vực Lào Cai và Yên Bái. Trong ngày hôm nay thời tiết chuyển tạnh giáo và ít mưa, ban ngày trời có những khoảng nắng gián đoạn, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng mưa rào và rông rải rác về đêm và sáng này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 25. Đối khu vực Sơn La, trong trưa và chiều nay khu vực này có mưa rào rải rác ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì về chiều và chiều tối của nhiều ngày sau đó, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm trời rét từ 20 đến 23 độ, duy trì đến ngày 25. Đối các khu vực Điện Biên, khu vực Lai Châu. Đối khu vực Điện Biên, khu vực Lai Châu, trong chiều và chiều tối nay khu vực này có mưa rào và rông rải rác ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong đêm và sáng sớm ngày 17 và ngày 18. Từ ngày 19 mưa có xuống giảm, mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi về đêm và sáng. Đề phòng rông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 26 đến 28 độ. Về đêm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, duy trì đến ngày 25. Chuyển đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, đối với khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, trong đêm nay và sáng sớm mai khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Từ ngày 17 mưa có xuống giảm ở khu vực này, mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi về trưa và chiều tối. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của các khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ đêm ngày 23 khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 25. Đối với các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, trong chiều tối và tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong đêm nay và sáng sớm ngày mai và sẽ còn duy trì và lặp lại về đêm và sáng nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên mưa chỉ xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 23 đến 27 độ, duy trì đến ngày 25. Đối với khu vực Hải Phòng, trong trưa và chiều nay khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm, mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi về chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ ngày 23 khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, có nơi 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 25. Đối các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, trong chiều và chiều tối nay khu vực này có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối của nhiều ngày sau đó. Có khả năng cao điểm của mưa sẽ diễn ra trong ngày 18, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Từ ngày 23 khả năng khu vực này cũng sẽ bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 25. Đối với khu vực Thái Nguyên, trong đêm nay và sáng sớm mai khu vực này có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối của nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên mưa cũng chỉ xuất hiện dưới diện rải rác. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 25. Đối các khu vực Lạng Sơn, khu vực Quảng Ninh, khu vực này chủ yếu tạnh giáo và ít mưa, mưa chỉ xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi về chiều và chiều tối. Tình trạng này sẽ còn duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ ngày 23, khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới.
Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 30 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 25. Chuyển đến thời tiết các khu vực Trung Bộ, đối với các khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong trưa và chiều nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong đêm nay và sáng sớm mai, tuy nhiên mưa sẽ giảm về diện cũng như là về lượng và sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối ngày mai 17 tháng 9, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Những ngày sau đó, thời tiết chủ yếu là tạnh giáo và ít mưa, trời nhiều mây, có những khoảng nắng gián đoạn về buổi trưa. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 25. Đối các khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Từ ngày 19, mưa có xuống giảm ở khu vực này. Về sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 25. Đối với các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối từ ngày 17 đến ngày 19. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Từ ngày 22, khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 31 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 25. Đối các khu vực Bình Định và Phú Yên, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều tối và tối của nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ. Về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 25. Đối với các khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối của nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Từ ngày 21, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ, duy trì đến ngày 25. Đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, đối với các khu vực Gia Lai và Kon Tum, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối của nhiều ngày sau đó, tuy nhiên mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ, duy trì đến ngày 25. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Đối với các khu vực thuộc Nam Tây Nguyên, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Từ chiều tối ngày 23, khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ, duy trì đến ngày 25. Những ngày có mưa to, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm 1 đến 2 độ. Chuyển đến thời tiết khu vực Nam Bộ, đối với các khu vực Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối nhiều ngày sau đó. Cao điểm của đợt mưa này là ngày 18, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Khả năng từ ngày 21, khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 25. Đối các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại nhiều ngày sau đó.
Tuy nhiên mưa có xuống giảm, từ chiều và chiều tối ngày 22 khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Về sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 25. Những ngày có mưa to, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Đối với các khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Mưa có xuống gia tăng và lặp lại ở khu vực này về đêm và sáng ngày mai. Cao điểm của đợt mưa này trong đêm ngày 18, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm. Tuy nhiên, từ ngày 22 khả năng khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật ở những bản tin tới. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hiện tại nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 25. Đối với các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, trong chiều và chiều tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối nhiều ngày sau đó. Cao điểm về mưa trong đêm ngày 18 và sáng sớm ngày 19, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Khả năng từ ngày 22 khu vực này tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật ở những bản tin tới. Dự báo hiện tại nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 25. Đối với khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, trong trưa và chiều nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày sau đó. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hiện tại nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 25. Những ngày có mưa to, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Đối với khu vực Cà Mau và Kiên Giang, trong chiều và chiều tối nay khu vực này có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Khả năng từ chiều và chiều tối ngày 2 khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới, một đợt mưa lớn trên diện rộng. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau. Dự báo về hiện tại nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 25. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.